Làm thế nào để biết bạn đang thiếu hay thừa cân? Cùng Dr. Vitamin kiểm tra nhé. Đầu tiên thì bạn hãy lấy chiều cao của mình, trừ đi 105 đối với nam và trừ đi 110 đối với nữ. Sau đó, bạn lấy cân nặng của mình, trừ đi kết quả vừa tính được, sẽ ra số cân nặng mà bạn thừa hay thiếu. Ví dụ như mình cao 1m68 và nặng 61kg thì mình sẽ lấy 168 trừ đi 105 bằng 63. Tiếp theo là mình sẽ lấy 61 trừ đi 63 bằng âm 2. Vậy, mình còn thiếu 2kg nữa để có một thân hình cân đối. Hãy tính thử và cho mình biết bạn đang thiếu hay thừa cân nhé.